Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ cập nhật là một cái bài hướng dẫn nhận 3500 token GFIMM 70 đô các bạn. Và mình fix lỗi lại nghe tất cả các bạn. Cùng nhấp vào trang link của bot nhập gì hồ sớm nó không có hiện ra một cái chữ cái link form này nên mình hướng dẫn các bạn ghi một chữ don. Nếu các bạn nào mà muốn hồ sớm có ghi một chữ don của mình thì các bạn thì làm theo hướng dẫn của mình các bạn. Còn bạn nào mà không muốn điền cái chữ, không muốn điền link form này thì các bạn bấm vào nút skip các bạn, thì các bạn khỏi làm một cái nhiệm vụ này các bạn. Rồi để làm một cái nhiệm vụ này các bạn nhấp vào một cái trang trader lấy một cái hình khẩu hiệu của nó các bạn. Khoan để mình kiếm một cái hình khẩu hiệu trang trader của nó các bạn. Khoan các bạn chờ mình một chút xíu các bạn. The word follow the word rồi. Để mình lấy một cái hình của nó. Rồi các bạn lướt xuống các bạn. Các bạn copy cái các bạn kiếm một cái hình nào đẹp đẹp các bạn. Một cái khẩu hiệu bức ảnh này cũng được các bạn. Rồi các bạn nhấp vào bức ảnh này các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba chỗ gạch nè. Các bạn bấm vào nút lưu các bạn. Rồi sau khi các bạn nhấp vào một lưu, các bạn bắt up lại một cái con bot này các bạn. Rồi các bạn mở cái link form này ra này các bạn. Link form mà cái chữ don hồi nãy đâu ta. Rồi các bạn lướt xuống các bạn. Phan các bạn ơi. Rồi cái link form này các bạn nhấp vào chữ link form này các bạn. Rồi các bạn bấm vào fan các bạn. Vì hồi sớm mình sơ ý, sao hồi sớm mình làm cái video không có thấy cái link form này. Nhưng mình mới vừa kiểm tra lại một cái Telegram nó thì mình thấy một cái link form mà mình chưa làm nhiệm vụ link form nữa, mình bấm chữ don là mình sai người ta nghe các bạn. Nên mình cập nhật lại cho tất cả các bạn. Còn bạn nào mà muốn không làm thì có thể bấm skip nha các bạn. Thời động bấm bot bấm lại chữ một skip chứ đó, chữ form đó. Rồi các bạn chờ nó chuyển đến trang Google của mình nha các bạn. Rồi các bạn mở cái link form của nó ra, các bạn điền địa chỉ email của mình vào nha các bạn. Mình cập nhật thêm các bạn, ảnh nhân quân nè. Rồi cái mục thứ hai các bạn bấm vào chấp nhận nha các bạn. Rồi hai cái mục này là một, nó kêu các bạn update một cái bức ảnh có khẩu hiệu là IFIFM nè, thì mình đã lưu hồi nãy bên trang shader các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây nha các bạn chờ mình một chút xíu các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một browser tải ảnh lên nè các bạn. Rồi sau khi nhấp vào cái mục browser in ảnh đó, các bạn bấm vào mục tạp nha các bạn. Rồi các bạn chờ một chút xíu các bạn, vì mình làm chậm chậm cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi một các bạn tìm đến một cái bức ảnh các bạn mới vừa lưu hồi nãy nha tất cả các bạn. Phan các bạn chờ một chút xíu các bạn, đây nó hiện cái ảnh nào mình mới biết được. Rồi các bạn, một ảnh có khẩu hiệu IFIM nè, các bạn lựa một ảnh nào cũng được các bạn. Rồi các bạn nhấp vào các bạn. Các bạn chờ nó tải lên một chút xíu các bạn. Rồi các bạn, sau khi các bạn tải lên thì nó có hiện một cái hình này, các bạn copy cái hình này các bạn. Các bạn copy lại nè, có nhấp vào cái hình này chỗ này nè các bạn. Chết chưa các bạn, để chờ mình chút xíu các bạn. Rồi các bạn copy cái địa chỉ liên kết này nè các bạn, 07M các bạn nhớ, các bạn cứ bấm từ tab width đi. Để mình tự bấm dưới một tab width thôi được không ạ? Các bạn chờ phan các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Rồi, tắt tên tắt cái máy kỳ ta. Rồi các bạn test lại luôn đi. Các bạn bấm đăng test luôn nha các bạn. Rồi các bạn bắt up ra đi. Rồi các bạn
copy cái link đó xong các bạn bỏ, các bạn trở lại về một cái link form của mình nha các bạn. Các bạn bỏ một này đi. Rồi. Các bạn bắt cái đường link hồi nãy các bạn copy nha các bạn, copy cái link mà là bức ảnh không hiểu hồi nãy đó. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn. Rồi các bạn chưa gỡ nè. Rồi, như vậy mình đã hoàn thành nhiệm vụ các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình. Cái này khá là đơn giản tất cả các bạn.